Nhìn đi, thấy không? Còn này là cái là chỗ bắn súng ra á. À, mấy cái viên đạn sẽ bắn. Sang hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang có mặt ở trên ruộng mọi người. Mấy đứa có nhớ cách đây hơn 1 năm trước á, lúc mà kênh YouTube mình 3.8 triệu người đăng ký á, anh có một lời hứa là khi nào kênh được 4 triệu người đăng ký thì anh sẽ dắt mấy đứa đi máy bay và ra Hà Nội để thăm Bác Hồ không? Dạ có. Thì đến ngày hôm nay kênh của Sang á, đã hơn 4 triệu người đăng ký rồi mọi người. Và hôm nay á, thì Sang mới có khoảng thời gian rảnh để có thể là thực hiện lời hứa này. Thì anh muốn thông báo với mấy đứa là sáng ngày thứ Hai á, Sang với mấy đứa sẽ khởi hành ra Hà Nội, một cái chuyến đi rất là dài. Để ra đó, đầu tiên là Sang với mấy đứa sẽ đi thăm Lăng Bác này, để cho mấy đứa nó biết về Bác Hồ này. Và lại thứ Hai là Sang với mấy đứa sẽ đi khám phá Hà Nội. Và ra tới Hà Nội thì rất là xa mọi người. Sang với mấy đứa phải bắt một chiếc xe để đi xuống thành phố, xong rồi từ thành phố mới bắt đầu là đi lên Hà Nội được nha. Nên chặng đường thì có lẽ là sẽ hơn 2.000 km thì mới ra đó, về nữa thành 4.000 km luôn, rất là xa. Và vấn đề thứ Hai là Sang cũng chưa bao giờ ra Hà Nội, Sang cũng không biết là ngoài đó có gì. Nên cái chuyến này đi sẽ cảm giác trong lòng Sang nó rất là hồi hộp mọi người, mong chờ một cái điều gì đó đó. Nhưng mà trước khi đi thì mấy đứa phải chuẩn bị cho anh quần áo này cũng như là áo ấm nha. Tại vì mùa gió bắt đầu rồi mọi người, nghe nói ở ngoài Hà Nội bây giờ nó rất là lạnh. Xin chào. Xin chào. Thôi ba đi, mấy bữa nữa ba về nha. Dạ. Ở nhà nhớ ngoan nha. Dạ. Rồi bye bye ba đi. Bye bye ba. Bye bye, đi khỏe nha. Ba khỏe cho. Rồi ở nhà ngoan nha. Dạ. Rồi ba thương, ba về ba mua quà cho nha. Bây giờ là 9 giờ tối mọi người. Mấy đứa thì nó cũng vừa mới qua bên nhà Sang để chuẩn bị đồ đạc này kia xong hết rồi, mà mấy anh em Sang sẽ bắt đầu là bắt một chiếc xe khách để đi lên trên thành phố, và từ thành phố mới bắt một chiếc tàu lửa và khởi hành ra ngoài Hà Nội nha mọi người. Hôm nay đi thì sẽ đi 4 người nha, Sang, Minh nè. Minh với Tâm là đợt trước Sang có hứa là đưa cho mấy đứa là ra ngoài thăm Lăng Bác này, nên dắt 2 đứa đi với thêm một đứa lớn là Văn nha mọi người. Còn Rảnh hôm nay thì bị bệnh rồi, Thái thì có công việc ở nhà, còn Tuấn thì phải ở nhà để mà canh cái phụ ba xây nhà đó mọi người, nên không có đi được. Nên chỉ có 3 đứa này cùng với Sang thôi. Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Giờ thì mình sẽ bắt một chiếc xe khách ha. Có một chiếc xe khách nó sẽ chạy khoảng 10 giờ tối, sẽ chạy ngang chỗ trước cửa nhà Sang mọi người. Sang với mấy đứa sẽ bắt cái chiếc xe khách, xong rồi sẽ lên trên xe rồi mình khởi hành lên thành phố nha. Rồi ở trên thành phố Sang sẽ đi một chiếc tàu lửa nha mọi người. Rồi giờ ba đi nha. Mấy bữa nữa về gặp lại bố sau nha. Hơi lâu đó, ôm ba cái đi, ôm ba cái đi. Rồi bố nhớ ba không? Rồi bye bye bố nha. Rồi anh đi nha. Thôi đi mấy đứa. Bye bye con nha. Thôi giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khởi hành đi nha mọi người. Bye bye. Thương con nhiều nha. Thôi anh đi á. người. Sang với mấy đứa thì cũng đã khởi hành từ ở dưới quê mà lên được ở phía trên thành phố rồi nha. Đợt này đi á, để ra Hà Nội thì Sang dự định là sẽ cho mấy đứa đi bằng tàu lửa nha mấy đứa. Dạ. Mà Minh có được đi tàu lửa bao giờ chưa? Chưa. Đây là chiếc tàu lửa nha Minh. Một xíu nữa anh với mấy đứa sẽ lên phía trên cái tàu lửa này và khởi hành đi từ bằng cái tàu lửa này để ra tới ngoài Hà Nội để thăm Bác Hồ nha. Dạ. Mới đầu dự định của Sang á, là Sang sẽ cho mấy đứa đi bằng máy bay, nhưng mà đi bằng máy bay á, thì nó sẽ không có trải nghiệm mấy mọi người, nên lúc khởi hành đi á, thì đi bằng tàu lửa, nhưng mà khi đi về thì anh sẽ cho mấy đứa đi máy bay sau nha. Dạ. Tại vì có hai đợt mà mọi người, một là mình đi ra và đi vào thì sẽ đi bằng máy bay sau. Hiện tại thì Sang với mấy đứa đang có mặt tại ga Dĩ An, Bình Dương nha mọi người. Từ ở dưới quê Sang á, mà đi lên được tới đây á, là hơn 200 km. Mà từ chỗ này á, đi theo đường tàu lửa mà ra được tới ngoài Hà Nội á, là hơn 1700 km nữa. Tính ra cái chuyến hành trình này của Sang với mấy đứa, nếu mà đi ra được tới đó để thăm Lăng Bác á, thì phải vượt hơn 1900 cây mới tới nơi nha mọi người. Bây giờ thì mấy đứa đặt hết đồ đạc qua bên cái ghế bên này để ngồi đợi tàu lửa nha. Dạ. Tại vì vé Sang đặt là 7 giờ rưỡi thì tàu lửa mới tới. Ở đây có một chiếc tàu lửa nó bị hư rồi nha. Cái này thì nó không có chạy mà nó đặt ở mép bên đây nè. Bây giờ thì Sang phải đi lên trên phía trước để mua vé. Rồi mấy anh em Sang đợi khi nào mà tới 7-8 giờ tối gì đó thì tàu lửa tới thì mình sẽ lên tàu lửa và khởi hành đi. Còn cái này là tàu lửa hư nha, không có đi được. Còn mé ngoài đây là cái đường sắt của nó nè mọi người. Cái vé của Sang với mấy đứa đi á, là lúc 7 giờ rưỡi tối nha. Bây giờ mới là 6 giờ mấy thôi nên tàu vẫn chưa tới. Nói thật với mọi người á, đây là lần đầu tiên mà Sang đi tàu lửa, nên cái cảm giác trong lòng của Sang rất là hợp. Với lại là đó giờ Sang chưa bao giờ mà đi xa, đi ra tới tận ngoài Hà Nội luôn. Nên không biết là ra ngoài đó rồi có quay được cái gì hay không. Nếu mà ra đó quay được cái gì thì Sang cứ quay cái đó nha mọi người. Chủ yếu đợt này là đi để dắt mấy đứa ra thăm Lăng Bác nha. Sang với mấy đứa mới ngồi đợi một xíu mọi người thì có tàu tới rồi nha. Nhưng mà tàu này là không phải là tàu của Sang với mấy đứa đi. Tàu của Sang với mấy đứa đi là phải đợi một chuyến sau nữa. Đây. Quá cho bự luôn ha. Đảo đâu? Đảo hết lỗ tai luôn ha. Mấy chục toa luôn á. Đây một ít gỏi cuốn mọi người. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ ăn gỏi cuốn để chống đói với mấy đứa. Dạ. Tại một xíu nữa lên tàu để ra được tới Hà Nội á, thì phải ngồi trên tàu hơn 35 tiếng đồng hồ. Thì sợ trên đó là không có cái gì để ăn á, nên thôi ăn trước để chống đói. Ăn đi mấy đứa. Dạ. Ăn đi rồi tàu cũng sắp tới đó. Bây giờ là 6 giờ rưỡi mọi người. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa là tàu tới rồi. 7 giờ 31 phút tối nha mọi người. Cái chuyến tàu của Sang với mấy đứa đi thì cũng đã đến rồi. Mọi người nghe được cái tiếng còi tàu ở phía sau. Giờ thì cái toa của Sang với mấy đứa lên đó là toa số 9 mọi người. 4 anh em Sang sẽ lên chung một toa luôn. Hồi hộp không Tâm? Dạ hộp. Hồi hộp ha? Dạ. Sang thì đây cũng là lần đầu tiên đi tàu của mọi người nên cũng rất là hồi hộp luôn. Không biết là cảm giác lên trên đó sẽ say xe hay không đó. Đi mấy đứa. Tàu tới đây mọi người, giờ chuẩn bị lên tàu thôi. Cái này là 9 mấy cô. Làm gì 9 mấy đâu, chuyến này con số 9 rồi, lại đằng kia. Chuyến kia. Cầm hết đồ chưa? Dạ hết rồi. Đi đi đi. Dạ dạ dạ. Đi nha. Đi không? Đi đi đi. Đi lớn đi, nhanh đi con. Nhanh nhanh nhanh. Ca đây hả? Muốn ăn ca Minh vậy nè. Rồi. Rồi cho nó xay gì ta? Quẹo. Đường nào chứ? Còn có mấy đứa nhỏ. Ê. 4 đứa đi Hà Nội phải không? Dạ dạ. Đây 25 26 27 8 giờ hồi. À dạ. Đó. 4 vé. Phải không? 4 vé đúng không? Dạ, 4 vé. Đúng rồi, 25 26 27 28. Rồi đặt đồ cho mấy đứa. Dạ. Sang như mấy đứa thì cũng đã lên tàu rồi nhưng hai đứa trên hai đứa dưới. Rồi, hai đứa lên trên đi, hai đứa nhỏ lên trên. Anh đi văn ở phía dưới. Đây là cái toa tàu của Sang, cái phòng của Sang với đứa nha. Rồi leo lên. Giường này là của Tâm nha, còn giường bên đây là của Minh. Sang sẽ ở giường này rồi Giang sẽ ở giường này nha mọi người. Ở trong đây thì rất là lạnh luôn. Giờ thì sẽ ngồi ổn định lại nha, để chờ tàu khởi hành đi. Ngồi yên trên đó nha. Giờ mới vào thôi, tàu thì chưa đi nha mọi người. Rồi ngồi yên nha Minh. Tàu đang bắt đầu di chuyển nha mọi người. Này mọi người thấy là cái đoàn tàu di chuyển từ từ chậm chỗ này không? Giờ thì cái chuyến hành trình của Sang với mấy đứa khởi hành từ ở chỗ Sang đưa mấy đứa ra ngoài Hà Nội để thăm Lăng Bác sẽ bắt đầu nha mọi người. Rồi Sang thì cũng rất hồi hộp, Giang ngồi bên đây. Đây này, khởi hành đi. Rồi ngồi yên nha. Dạ. Ai mệt thì cứ ngủ thôi. Phía ngoài đây là cái toa tàu rồi mọi người. Còn bên đây là cái phòng của Sang với mấy đứa nha. Cái phòng này thì có 4 giường. Tàu này khi mà chạy thì cũng sẽ rất là lắc. Giờ đóng cửa đây nha. Đấy. Giờ đóng cửa phòng nè. Thôi Giang nằm nghỉ. Dạ. Sang sẽ nằm giường bên đây nha mọi người. Nãy giờ tàu khởi hành đi hơn 15 phút rồi nha mọi người. Cảm giác cái trong người Sang thì nó bị lắc qua lắc lại nha. Tại vì cái tàu này mới đầu Sang cứ tưởng là nó chạy sẽ rất là êm. Nhưng mà khi mà tàu chạy sẽ có cái độ lắc qua lắc lại mọi người. Nhưng mà được cái là mình nằm lên giường như thế này này thì nó đỡ chóng mặt hơn nha. Mấy đứa thấy sao rồi, có chóng mặt không? Hơi sợ thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà so với đi xe khách, xe buýt đó mọi người thì đi tàu này sẽ không có chóng mặt bằng đi xe khách nha. Mặc dù Sang là một cái người mà hay bị say sóng á, nhưng mà đi tàu không bị say sóng mấy. Đi chậm lại đúng không? Cứ đi khoảng 15-20 phút á, thì tới một cái ga thì tàu sẽ dừng lại nha mọi người, để đón khách á. Đây tàu bắt đầu đi chậm lại. Đi không? Đấy đi. Nè, đây con cái. Vậy đi Tâm ơi. Tâm. Em nè. Vậy đi. Mua cái gì mua buổi tối có bánh ngọt nó đồ mua luôn nè. Dạ dạ được rồi. Dạ dạ dạ. Mua bánh món đồ nó món kẹo. Ở đây thì có một chú vừa mới đẩy xe ngang để bán mì mọi người. Mì ăn buổi tối nha. Mới lên xe một xíu thôi là cảm giác là thấy đói rồi xuống ăn mấy đứa. Nên Sang mua ở đây là 4 hộp mì nha. Đây mì xào bò nha mọi người. 4 hộp nè, của Tâm Minh này. Khép cửa kia lại đi cho đỡ ồn Minh. Mở cái cửa ra thì rất là ồn mọi người, khép cái cửa lại thì đỡ ồn một chút. Rồi. Đây nè. Ngồi vô ăn. Giờ Sang với mấy đứa sẽ ăn tối mọi người. Mì người ta xào ở phía trên cái tàu lửa đây luôn. Sẽ mua thêm nước nha. Tại vì chú bảo là tới khoảng 9 giờ mình không mua thì người ta sẽ đóng nghỉ hết. Nãy giờ tàu chạy hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Sang không biết nó đang ở khu vực nào đó. Hình như là đang ở địa phận Long Khánh nha. Ăn đi đó. Ăn tối nha. Ăn tối xong rồi mấy anh em Sang sẽ lên trên giường để nằm ngủ một giấc cho mình. Ăn thôi. Rồi, mọi người ăn tối nha. xem mì người ta xào ở phía trên tàu nó ngon hay không. Mời mọi người nha. Mì xào rất là ngon mọi người. Cái tàu này á, khi mà nó chạy á, nó sẽ lắc qua lắc lại nha, nên cái cảm giác mình ăn nó cũng hơi khó một chút. Sang như mấy đứa mọi người ăn một hộp mì thì cũng đã no rồi nha mọi người, nên bây giờ thì mấy đứa nó sẽ nằm lên trên giường đi ngủ. Tàu nãy giờ chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, khi nãy đi là 7 giờ rưỡi, bây giờ là 8 giờ 48 phút nha mọi người. Thì vừa mới thông báo là chạy qua ga Long Khánh nha mọi người. Theo như Sang đọc qua trên mạng là tàu lửa này nè, năm 1982 thì khu vực này có một vụ tai nạn tàu lửa mọi người, làm tới 160 người chết. Lưu ý, chờ đoàn tàu dừng hẳn trong sân ga, tiếp viên sẽ mở cửa để quý khách xuống tàu. Đoàn tàu dừng tại ga Diêu Trì để đón tiễn khách trong ít phút, sau đó sẽ tiếp tục chuyển bánh. Nếu không cần thiết, đề nghị quý khách không nên xuống ga để tránh nhỡ tàu. Trời sáng rồi nha mọi người. Ngày hôm qua thì Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình khởi hành đi lúc 7 giờ rưỡi tối ở Bình Dương. Mà sáng hôm nay khi mà Sang với mấy đứa ngủ thức dậy thì mấy anh em Sang đã có mặt ở Bình Định rồi nha. Tối hôm qua thì mấy đứa ngủ ngon không? Ngon. Tại vì phía trên tàu này mọi người, khi mà mình nằm xuống ngủ nó sẽ lắc qua lắc lại, cũng như là có cái tiếng động của cái bánh xe của cái tàu lửa mọi người, làm cho mình có cảm giác là ngủ ngon hơn Nên tối qua thì Sang nằm một giấc ngủ tới sáng luôn. Giờ là 7 giờ mấy sáng rồi nên sẽ kêu mấy đứa dậy ha. Giang ở phòng để canh phòng nha. Còn Sang với Minh với Tâm sẽ đi lên toa căng tin nha mọi người. Đi lên phía trên toa căng tin để mua đồ ăn sáng, cũng như là cho mấy đứa đi rửa mặt nha mọi người. Rồi, Giang ở canh phòng nha. Đây là phòng của Sang với mấy đứa. Hiện tại thì tàu đang tới ga Dương Kì nha mọi người. Đi luôn đi, đi luôn. Dạ rồi. Máy bấm bấm vô lúc này nè. Đó là tự động mở đó. Đi thẳng lên luôn. Chưa, giờ đi ăn. Đây, ngồi đây. Hôm nay anh đi ăn phở, mì xào, mì nước. Có bún. Không có bún. À, tỏi. Bún phở. Dạ. Cái toa chỗ sang với mấy đứa ở thì tận tích ở dưới kia mọi người. Sang với mấy đứa đi bộ lên đây là lên trên toa canteen để ăn sáng. Sáng hôm nay thì sẽ ăn bún, ăn phở với phở bò. Vì sao? Mượn của anh. Ăn sáng đi mới chứ. Một đen đá thử kìa. Bây giờ mời mọi người ăn sáng cùng ba anh em sang ha. Ăn xong rồi còn mang về cho Văn ở phòng ăn nữa. Đi lên trên đây để tàu dừng lại. Ăn đi, ăn đi. Mà mọi người ăn sáng nha. Con mời cả người. Đây. Thả mai trong đây là giờ đóng bè có nữa hả? Rồi. Đây là phần ăn sáng của Văn nha. Sang với mấy đứa cũng đang ăn sáng xong về tới phòng rồi mọi người. Giờ thì lại tiếp tục ngồi nằm đây để chờ đợi nha. Thời gian để mà đi tới Hà Nội thì cũng rất là xa, chưa tới 1/3 chặng đường nha mọi người. Mấy chú bảo là đi thêm 1 ngày 1 đêm nữa thì mới tới. Nên bây giờ chỉ còn bị chờ đợi thôi. Ăn uống xong rồi chờ đợi nha. Một xíu nữa tới cái ga tiếp theo á. Khi mà tàu dừng lại thì Sang với mấy đứa sẽ xuống để mua một số đồ dùng nha mọi người. Đây, đây là giường tiếp đi. Giường ai về giường đó cho nó gọn nha mọi người. Hai đứa thì sẽ nằm trên nhé. Sang cũng sẽ nằm nghỉ cho mọi người. Khi nào tới ga thì một xíu nữa Sang sẽ xuống ga nha. Giờ là 1 giờ chiều nha mọi người. Tàu thì vừa mới chạy tới ga Đà Nẵng. Sang vừa mới xuống dưới ga để mua được một ít trứng để ăn trưa nha. Trưa nay thì Sang với mấy đứa sẽ ăn trứng. Ở mỗi ga thì tàu sẽ dừng lại khoảng 15 đến 20 phút để cho mình mua đồ nha mọi người. Những ga lớn nha. Còn những cái ga nhỏ thì tàu sẽ dừng lại khoảng 1-2 phút thôi. Nên khi tàu dừng lại thì Sang tranh thủ xuống mua đồ xong quay lên luôn. Chứ không kể tàu lỡ tàu là phải ở lại luôn mọi người. Bây giờ thì mà mọi người cùng Sang với mấy đứa ăn trứng ha. Ăn xong rồi tiếp tục lên giường ngủ thôi. Tại vì bây giờ chưa được nửa đường nữa. Qua nay thì mới đi tới Đà Nẵng mọi người. Bây giờ là 2 giờ chiều vậy mọi người. Thì tàu lửa cũng đã đi đến đèo Hải Vân rồi nha. Mọi người xem cái khu vực chỗ này nè, nhìn rất là đẹp luôn. Phía đây thì mình có thể nhìn được biển trong xanh phía dưới luôn. Và gần như là không có ai ở dưới. Còn mấy bên đây là tàu lửa này. Ở chỗ này nó có một cái khung cửa sổ Sang có thể nhìn cái khung qua cái khung cửa sổ này để thấy được cái phía trước của toa tàu lửa cũng như là phía sau cuối của toa tàu lửa luôn này. Bây giờ 5 rưỡi chiều nha mọi người. Tàu thì vừa mới qua ga của Huế thôi. Từ đây mà lên trên Hà Nội thì còn rất là xa. Chặng đường thì hơn 500 mấy chục cây nữa. Theo như mấy cái chú lái tàu nói là khoảng 5 giờ 45 phút sáng mai thì tàu mới tới được Hà Nội. Nên có lẽ là tối nay Sang với mấy đứa lại tiếp tục ngủ một đêm ở phía trên tàu đó nha mọi người. Tính ra cái chuyến này Sang với mấy đứa đi lên tàu vào lúc tối ngày hôm qua, nên có lẽ là sẽ phải ở một ngày hai đêm ở phía trên tàu nha, thì mới tới từ thành phố Hồ Chí Minh mới tới lên đường Hà Nội. Bây giờ thì trời cũng đã tối hẳn rồi mọi người. Sang với mấy đứa thì đang vừa mới qua ga Huế một chút. Về lên phía trên thì tàu càng ít người nha mọi người. Cái đoạn mà ở Đà Nẵng thì có rất là nhiều người lên tàu, nhưng mà qua cái khúc này thì không còn nhiều người nữa, tàu rất là vắng luôn. Mặt trời bắt đầu lặn phía bên kia, nhìn rất là đẹp ha. Tối nay thì Sang với mấy đứa có lẽ là sẽ tiếp tục nằm ngủ thôi mọi người, tại vì ở trên tàu này nếu mà mình đi lại nhiều thì sẽ rất là chóng mặt luôn, nên lúc nào dậy ăn uống hay đi mua đồ thì Sang mấy đứa mới đi lên căng tin, còn không thì sẽ cứ nằm trên giường để chờ đợi nha. Bây giờ là 5 giờ sáng nha mọi người. Cái tàu mà đưa Sang với mấy đứa đi cuối cùng thì cũng đã cập ga Hà Nội rồi nha. Và cái vị trí của Sang đang đứng bây giờ là Hà Nội nha mọi người. Cái chặng đường sau 35 tiếng đồng hồ ở phía trên tàu và vượt hơn 1.700 km thì cũng đã hoàn thành rồi nha. Thì như cái chuyến này anh nói là mình ra đây để mà đi thăm Lăng Bác. Bây giờ thì cũng còn sớm mọi người, nên Sang với mấy đứa sẽ tranh thủ rời ra khỏi ga này, kiếm một chiếc taxi và sẽ đi vòng vòng Hà Nội và ghé vào Lăng Bác để thăm Lăng nha mọi người. Nói thật với mọi người, đây là lần đầu tiên mà Sang ra ngoài Hà Nội. Sang cũng không biết là ở ngoài kia có cái gì và nó như thế nào nữa, nên Sang cũng rất là lo cũng như rất là hồi hộp mọi người. Rồi đây là ga Hà Nội đây, có rất nhiều tàu hỏa ở đây luôn, một chiếc, hai chiếc. Đây nè, ga Hà Nội mọi người. Hồi giờ mình đi thôi mấy đứa. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khởi hành đi ra khỏi ga, cũng như là ghé qua bên Lăng luôn nha mọi người. Đây, quá trời tàu lửa luôn nè. Đi xuống cầu thang, đi xuống cầu thang. Đi lên kia ăn sáng trên kia kìa. Đấy, cái bàn trên kia. Cho con 4 tô bún. Có bún không bà? Có 4 tô bún. Dạ dạ. Để đồ xuống đi mình. Bây giờ mới là 5 giờ mấy sáng đó mọi người. Chắc là Lăng Bác chưa mở cửa, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nên Sang ghé vô cho mấy đứa nó ăn sáng nha. Ăn sáng xong trời sáng hẳn thì mấy anh em Sang mới bắt đầu là bắt một chiếc taxi để đi qua bên Lăng. Bây giờ thì còn sớm lắm. Người cùng với Sang với mấy đứa mình ăn sáng nha. Ăn sáng xong rồi còn đi qua Lăng nữa. Mà mọi người nha. Có khác gì với bún của mình không? Ngon hơn đúng không? Dạ. Cái vị bún ngoài đây thì nó đậm đà hơn nha mọi người. Sang với mấy đứa vừa mới ăn sáng xong mọi người. Bây giờ thì sẽ bắt một chiếc taxi ha, để ghé lên trên Lăng Bác luôn. Thôi mấy đứa vô trước. Cháu lên trên ngồi rồi. Đây nè. Thường thì trong những ngày 11 đầu tháng. Đây đây đặt lên lòng mà ngồi. Khu vực cổng đình đền chùa, các cháu tôi cũng sẽ gia tăng được. Tập Cận Bình nó đang ở Việt Nam về nó đi đường sao được. Ngoài ra phải cho con vào bên Lăng Bác. Rồi. Giao thông rất quan trọng đó là phục vụ chuyến công tác của đoàn khách nước ngoài. Từ đây qua đó sao không? Cái thôi chủ yếu là quan trọng giờ này nó sắp sửa dọc đường. Đó rằng chùa Tập Cận Bình ở Việt Nam nó sao tới kiểu mà rào hết rồi mà ra xem nó để hàng rào nó rào. Đấy. không như này, này nhá. Dạ rồi. Bây giờ là 7 giờ sáng nha mọi người. Sang định là cho mấy đứa qua thăm Lăng Bác, nhưng mà Lăng Bác hôm nay chưa mở cửa nha, phải 7 giờ rưỡi, 8 giờ gì đó thì mới bắt đầu mở cửa. Nên sẽ bắt một chiếc taxi ghé qua bên phía bên đây nha. Ở đây là Hồ Gươm nha mọi người, để cho mấy đứa nó ngắm Hồ Gươm. Rồi khoảng 8 giờ rưỡi khi mà Lăng mở cửa thì Sang với mấy đứa, Sang sẽ đưa mấy đứa qua bên đó nha mọi người. Mình thấy cảnh ở đây đẹp không Minh? Rất đẹp anh Sang. Không khí ở đây mát mẻ ha. Dạ. Nhà dưới nước dùng kem sẵn. Ở trong miền Nam á, thì giờ này thì đã là có nắng rồi mọi người. Nhưng mà bây giờ ở ngoài đây á, là 7 giờ rưỡi rồi, nhưng mà trời vẫn còn chưa có nắng lên luôn nha. Cảm giác giống như là mới 6 giờ sáng mà. Mặc dù bây giờ là 7 rưỡi. Không khí ngoài đây rất là mát luôn. Mọi người thấy là có cái hồ ở giữa rất là đẹp ha. Thôi mang ba lô đi, mình đi một vòng cái Hồ Gươm chơi nha. Đi xung quanh cái Hồ Gươm này mọi người, để khám phá xung quanh đây. Qua có một cái chi không? Rồi mấy đứa tạo kiểu đi, anh chụp cho tấm hình này. Ở chỗ này thì mình có thể là nhìn được cái bờ hồ mọi người, cũng như là cái đền ở phía giữa hồ á, nên sẽ chụp cho mấy đứa mấy tấm hình nha, để làm kỷ niệm nha, về còn khoe cho Dãnh với Thái này kia nha. Dạ. Mấy đứa mà không đi được á. Rồi, cứ đó nè. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi bộ theo cái đường bờ hồ này nè, để qua cái cầu màu đỏ ở chỗ kia nha. Nói thật với mọi người á, là Sang cũng không có rành lắm về những cái tên gọi ở ngoài đây, nên Sang quay lên á mà Sang không rành á thì mọi người cũng thông cảm á. Hình như là cái cầu màu đỏ chỗ kia gọi là cầu Thê Húc thì phải mọi người. Đi qua cái cầu đi. Dạ. Buổi sáng ở trên cái bờ hồ này á, thì có rất là nhiều người luôn. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa ghé một vòng Hồ Gươm chơi rồi mọi người. Bây giờ thì đi qua mé bên đây ha. Ở đây á, là Hoàng thành Thăng Long, để cho mấy đứa đi tham quan thành Thăng Long nha. Cái này là cái thành cổ ngày xưa á, của vua ngày xưa người ta xây lên để người ta ở đó, thành của vua đó. Đây, đợi anh ghé em mua vé. Cầm cho anh. Đứng đây được không? Đây, nè vé của hai đứa nè, rồi vé anh với Văn này. Sang vừa mới mua vé xong nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang á, sẽ đi vào phía trong Hoàng thành Thăng Long để tham quan phía trong đó nha. Xong rồi tới 8 giờ rưỡi á, thì mới quay qua Lăng Bác được. Nhìn hoành tráng ha Minh. Cái chỗ này nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây á, là mọi người xem quay vào đâu không? Quét thôi chứ. Là sao? Ê, bên kia kìa, hai đứa bên kia kìa. Ủa, cái này chung hả? Bốn. Ui, xe công an đó. Đi thẳng lên đây nè mấy đứa. Quá trời xe công an luôn mọi người. Xe có súng này kia nữa. Ở trong mình làm gì có thấy hả Minh? Dạ. Ở trong chỗ Sang á, thì không bao giờ thấy được những chiếc xe như thế này đâu. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi qua phía bên kia nha. Ở kia là cái thành. Sang thì không rành lắm mọi người, nhưng mà giống như là cái thành trì của vua chúa vậy đó. Rồi mấy đứa xếp hàng ra đây để chụp tấm hình nè. Đây là phía trước ở ngoài thành Thăng Long nha mọi người. Đó, Sang với mấy đứa sẽ đứng đây để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Xong rồi sẽ bắt đầu là đi vào phía trong thành để tham quan phía trong đó nha. Rồi đi mấy đứa. Dạ. Bây giờ là 7 giờ rưỡi nha mọi người, nhưng mà thời tiết mọi người xem rất là mát luôn. Rộng không? Quá to luôn ha. Đây là cái thành trì mà chắc có lẽ là ngày xưa quân lính người ta đứng trên đây là mọi người, để người ta bảo vệ vua. Đi đi qua đây, mé bên đây. Ngày xưa là có lính đứng ở trên đó đó mình. Quá bự luôn ha. Đây là một cái cổng của nó này. Rồi giờ mình sẽ hả? Ui cái bánh xe bự dữ hả? Ui cái... mọi người xem cái cửa này. Cái cửa thành nè, bằng cây nha. Trời ơi. Dưới cái cửa thành có một cái bánh xe của bằng cây này. Rất là to luôn. Cái cửa dày cả gan luôn mọi người. Đâu có đường lên hả? Đâu có đường lên thành hả? Đi. Có đường lên không dạ? Đi đi mé bên đây. Okay. Đi đi theo các hầm. Ở đây có mấy cái trống mọi người, trong đây tối quá. Đi. Sang như mấy đứa đang kiếm cái đường để lên phía trên cái tường thành. Cái này là bằng đá ha, là bằng bê tông. Ủa, có đèn luôn ha, ngày xưa có đèn luôn ha. Đi 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 theo đường này. Rất là cao luôn ha, từ đây lên đó chắc là 10 mấy mét luôn. Để lên được cái thành này thì ở đây có một cái đường lên, cầu thang lên mọi người. Đi đi lên trên cầu thang đi mấy đứa. Để lên phía trên cái tường. Nếu bên này có một cái cổng nhỏ nữa. Rất là cao luôn. Sang như mấy đứa đã leo lên phía trên cái tường thành rồi nha. Ở đây nhìn xuống rất là cao luôn. Mọi người thấy đường ở phía dưới không? Ừ đúng rồi, chỗ này là chỗ vua ở ngày xưa nè. Nhưng mà ở đây là cái tường thành thôi. Còn cái chỗ vua ở không biết chỗ nào. Chắc ở phía trong kia. Cái chỗ này gọi là cái vòng bảo vệ của vua. Chắc là ngày xưa vua ở đây quá. À, là chỗ này là chỗ của vua ở nè. Chắc vậy quá. Chỗ ngai vàng nè, phải không ta? Không phải, cầu thang. Cầu thang. Không biết cái chỗ ngai vàng ở đâu. À, mới đầu Sang đi vào trong đây mọi người. Sang nhìn cái chỗ này nè, Sang cứ tưởng là cái ngai vàng của vua, nhưng mà không phải nha. Ở đây là một cái cầu thang để đi lên phía trên nữa. Đi đi ta. Giờ thì Sang với đứa sẽ lên phía trên xem ở phía trên có cái gì. Nhìn giống y cái ngai vàng ha. Sao không biết là cái thành nó nằm ở đây mà cái ngai vàng nó nằm ở đâu ha. Cái chỗ này hình như là cái chỗ để mà lính gác người ta đứng thôi mọi người. Còn cái ngai vàng của vua ở thì không biết nó nằm ở chỗ nào. Sang thì không rành lắm nên cô không biết. Ở đây có cái nhà này. Có nhà hả? Vô được không? Có cửa vô không? Bên kia, bên kia, bên kia. Ở phía trên đây có một tầng nữa mọi người. Đây chắc là vua ở trong đây quá. Không phải cái đền. Không phải cho vua ở đâu. Ừ. Bằng đất. Ồ cao dữ à. Rất là cao mọi người. Cái mé ngoài kia là cái tường thành mọi người. Còn mé trong đây này thì Sang được một cô chỉ vào phía trong á. Đây là cái chỗ mà phía trong của thành Thăng Long nha. Ở đây có một cái chuông rất là to luôn. Bằng đất hả? Ô, bằng sắt luôn. Rất là to luôn mọi người. To hơn một người luôn á. Đi, đi qua đây. Ui ui, cái trống bự kìa. Trên kia có một cái trống bự bằng cái nhà luôn rồi mọi người. Một cái trống rất là to luôn. Ở chỗ này thì có một cái trống rất là to luôn mọi người. Cái trống mà to bằng một cái nhà luôn á. Ừ quá ha. Cái trống này mà gõ một phát chắc là vang hết nguyên cả khu này luôn á. Trống đại nha. Ui đã thật. Đi đi. Đi tranh thủ đi kiếm cái chỗ nghe vàng. Bộ đồ của Hoàng hậu á. Ở đây có một cái bộ đồ rất là đẹp luôn. Cả đôi giày nữa. Mua vàng này, quá trời vàng luôn. Đi. Đứa cũng đã tham quan hết cái thành Thăng Long rồi nha mọi người. Giờ có lẽ là bên Lăng Bác cũng đã mở cửa rồi, nên Sang sẽ đưa mấy đứa qua bên Lăng Bác để thăm Bác nha. Thăm Bác xong có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ đi di tích chiến tranh nha. Chủ yếu đợt này đưa mấy đứa ra ngoài Hà Nội á, không phải là đi chơi gì hết cả mọi người, mà Sang sẽ đưa cho mấy đứa đi những cái chỗ mà di tích lịch sử này kia nha mấy đứa. Dạ. Để cho mấy đứa nó hiểu thêm về cái truyền thống của người dân tộc Việt Nam của mình. Chứ cái chỗ vui chơi này kia, công viên nước này kia thì ở trong miền Nam cũng có, chứ không phải là ra đây mới đi chơi mấy cái đó nha. Bây giờ thì mình sẽ đi qua thăm Lăng Bác nha. Dạ. Không biết là có mở cửa hay chưa nữa. Mình có thấy cái gì ở phía sau không? Em thấy tên lửa anh. Tên lửa đúng không? Dạ. Sang dắt mấy đứa qua bên Lăng Bác mọi người. Nhưng mà bây giờ Lăng Bác chưa có mở cửa. Mấy chú bộ đội bên đó nói là 10 giờ mới mở cửa nha. Tại vì hôm nay có chủ tịch nước của Trung Quốc á, người ta qua thăm á, nên chưa có mở cửa. Nên Sang dắt mấy đứa qua mấy bên đây. Bên đây là bảo tàng B-52 nha mọi người. Ở đây thì có những cái xác máy bay B-52 nó bị Việt Nam mình bắn hạ đó, trong chiến tranh đó. Sẽ cho mấy đứa đi tham quan mấy cái máy bay này nha. Đi mấy đứa. Dạ. Giờ thì đi vòng qua đây đi. Ở đây thì có một đây nè. Ở đây có một cái xác máy bay rất là to luôn. Mình đứng trước đây rồi mình. Dạ. Ở đây là cái máy bay của Mỹ á mình. Rất là to luôn ha. Dạ. Nhưng mà nó bị mình bắn hạ đó. Đây này bằng sắt luôn mọi người. Bằng nhôm. Bị mình bắn hạ nó rơi xuống á. Đi qua đây mấy đứa. Dạ. Có chữ với nó đây. Rất là to luôn mọi người. Còn đây là cái động cơ của máy bay nè. Động cơ máy bay đấy. Ừ. Đây là cái động cơ máy bay. 4 cái luôn. Bên đây 2 cái đây. Thì kia là tên lửa phòng không. Ui cái máy bay này bự lắm mọi người ơi. Mọi người thấy nó dài từ ở trên kia không? Mà dài xuống tận tới đây luôn nè. Tới cuối đây luôn nè. Mặc dù ở giữa này là nó, đây là cái cánh của nó nha. Đây là cái máy bay B-52 bị quân đội Việt Nam bắn rơi nha. Bom nè Minh. Trái này trái bom. Đây là mấy cái trái bom nè mọi người. Rất là to luôn. Một cái bom này chắc là dài hơn người của Minh luôn á. Trái kia mới là to kìa. Người ta tháo hết thuốc rồi. Cái này là bằng sắt luôn nha mọi người. Wow, mấy trái bom bự thật chứ. Này trái bom này là chắc phải gấp 10 lần nhóc Minh luôn mọi người. Rất là to luôn. Còn đây là cái ống, chắc là ống xả bom này. To lắm. Ui cái bánh xe của máy bay này. Đây là cái bánh xe máy bay mọi người. Dày thật là dày luôn. Còn ở đây có một cái tên lửa rất là to luôn mọi người, dài tận tích lên phía trên đây luôn nha. Đây là cái tên lửa dùng để bắn hạ máy bay B-52 nha. Đây này. Cái này là bệ phóng tên lửa dùng để bắn hạ máy bay B-52 hồi 23 giờ 5 phút ngày 1972. Đấy là người ta, quân đội dùng cái tên lửa như vậy nè, phóng lên trên trời để bắn hạ cái chiếc máy bay kia nha. Tại vì cái máy bay này nó bay ở độ cao rất là cao, chỉ có những cái tên lửa này mới bắn tới thôi mình. Nãy mấy bên kia là mấy đứa thấy máy bay rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà chưa thấy được nhiều máy bay ha. Dạ. Nên Sang dắt mấy đứa qua mé bên đây mọi người. Ở đây là bảo tàng phòng không không quân nha. Khi nãy là cái bảo tàng B-52 nha. Dạ. Còn đây là bảo tàng máy bay của Việt Nam. Ở đây thì có rất nhiều máy bay chiến đấu luôn nè. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi tham quan cái bảo tàng này nha. Mọi người thông cảm là hôm nay cái video này chủ yếu là dắt mấy đứa đi tham quan những cái di tích lịch sử nha mọi người. Nên chủ yếu là đi tham quan máy bay rồi này kia thôi. Ui, cái máy bay này to ha. Cái máy bay bên đây nó to hơn cái máy bay nãy bên kia ha. Đây này. Ồ, máy bay kia quá bự luôn rồi mọi người. Ở trên đây nữa này. Trên đây có trực thăng bự luôn nè mấy đứa. Ở đây có một chiếc máy bay rất là to mọi người. Sang thì Sang cũng không hiểu rõ lắm về những chiếc máy bay này cũng như là những cái ở đây. Nên đây là máy bay Su-22 nha mọi người, rất là to luôn. Đây là động cơ phía trong của nó, còn đây là bánh của nó này. Đây là mấy cái viên đạn sẽ bắn ra từ cái lỗ này hay gì đó mọi người. Còn bên đây là cái chắc là tên lửa phía trong đây. Còn bên đây là trực thăng này. Ui, cái trực thăng to hơn cái máy bay luôn ta. Sang cứ tưởng là cái máy bay nó sẽ to hơn chiếc trực thăng nha, nhưng mà không phải nha mọi người. Mình đứng sáng ở đây coi. Đây là giờ cái trực thăng này. Chiếc trực thăng này nó to gấp 2-3 lần chiếc máy bay luôn. To hơn nhiều so với chiếc máy bay luôn nha. Chiếc máy bay không bằng chiếc trực thăng đâu. Cái cánh quạt ở phía trên của nó này to lắm. Đi qua máy bay nhỏ. Cái chỗ này thì có rất nhiều máy bay cũng như là máy bay với trực thăng rất là nhiều luôn nha mọi người. Ở đây có một cái máy bay nhỏ này. Máy bay HL2. Đây là cánh quạt của nó nha. Cái động cơ rất là to phía trong. Thì giờ nhiều. Chơi thì cũng được rồi ha. Dạ. Nên giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đổi một cái địa điểm khác nha mọi người. Giờ sẽ dắt mấy đứa qua bên nhà tù nha. Dạ. Để xem cái chỗ mà ngày xưa Mỹ nó giam giữ người dân như Việt Nam mình như thế nào ha. Dạ. Còn cái chỗ này thì mỗi chỗ Sang sẽ tham quan một ít thôi mọi người. Tại vì cũng không có nhiều thời gian. Ngày mai hoặc ngày mốt là Sang với mấy đứa phải khởi hành quay vào phía trong kia rồi. Nên mỗi chỗ mình ghé chơi một chút thôi. Cái chỗ bảo tàng này thì có rất là nhiều máy bay luôn nha. Thôi đi. Dạ. Giờ thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục ra bắt một chiếc taxi. Mình sẽ đi qua bên nhà tù Hỏa Lò nha mọi người. Bán cho em 4 vé. Dạ, 4 vé của mình hết 120.000 nào. Bao nhiêu ạ? 120.000. Đây cho em đi. Cầm đi. Mình không có 20.000 lẻ á? Dạ không. Sang vừa mới mua ở đây được 4 vé nha mọi người, để vào thăm nhà tù. Con muốn gửi đồ không nhỉ? quẹo lên phía trên. Cái chỗ này là người bị xích lại bằng cái gông sắt này. Sợ mình. Sợ mình. Dạ sợ. Để đi cho ngoài luôn. Cái này là buồng giam riêng. Ở đây có một cái phòng giam lắm mà. Rất là tối luôn, không biết là mọi người thấy hay không. Ở đây có một cái khung sắt. Có cái gì trong đó mình nhìn đi, thấy không? Cái này là tù nhân đang vượt ngục. Video là này mới được. Mình vô chui mình. Vô đi. Sợ, sợ. Đi vô đi mình. Vô đi. Từ từ thử cảm giác. Tội gì? Tội gì? Hả? Tội ăn trộm đồ. Tội trộm đồ. Rồi thả. Tội vậy á. Đố mình dám đi lên trên kia luôn á. Nãy giờ thì mấy đứa đã tham quan hết cái tù xong chưa? Mấy đứa cảm giác như thế nào khi thấy những cái hình ảnh ở phía trong đó? Rất là sợ đúng không? Người thì bị giam cầm lại mọi người. Và có những cái máy người ta dùng để tử hình nữa. Rất là nhiều thứ luôn. Tham quan thì cũng đã xong rồi. Nên có lẽ bây giờ sang với mấy đứa sẽ đi kiếm cái gì để ăn nha mấy đứa. Tại vì đi từ sáng sớm tới giờ thì mấy anh em ai cũng đói bụng hết cả. Nên sẽ đi kiếm cái gì đó ăn buổi sáng. Ăn xong thì sẽ chạy qua bên Lăng Bác để thăm Lăng nha. Thôi đi mấy đứa. Giờ mình sẽ quay ngược ra cho mọi người. Tham quan từ sáng giờ cũng đã mệt rồi mọi người, nên dắt mấy đứa qua phía bên đây. Ở đây thì có một quán bún chả nè, để cho mấy đứa ăn thử bún chả Hà Nội. Đây, mời mọi người chứ. Ngon mình. Bạn cho bún vô phía trong. Sang thì không rành lắm ăn món này, cứ chắc là cho bún vào trong đây ăn thôi. Chắc ăn như vậy quá. Để gấp cái này ăn đi này. Xong mọi người, xác định là dắt mấy đứa qua bên Lăng Bác để thăm Lăng, nhưng mà trễ quá Lăng Bác không có mở cửa, phải đợi tới sáng mai, nên thôi thì bây giờ dắt mấy đứa đi vào vòng phố cổ nha, để cho mấy đứa tham quan phố cổ. Xong rồi một xíu nữa về sang với mấy đứa sẽ mướn một cái nhà nghỉ để ngủ lại qua đêm. Sáng mai thì mình sẽ qua bên Lăng Bác để thăm Lăng sớm. Sáng nay thì xác định là vào thăm Lăng sớm, nhưng mà do Lăng Bác không có mở cửa mọi người, nên không vào được, phải hẹn ngày mai thôi. Rồi thì mấy anh em sang sẽ đi tham quan phố cổ nha. Lên đi, lên đi, lên đi. Có chỗ ngồi không? Lên nữa đi. Hết chỗ thì lên đi. Đi cho rụng giò luôn. Ừ, ngồi đây đi. Rồi cầm cái giấy nè mình. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới đi xe xích lô vòng vòng cái phố cổ xong mọi người. Bây giờ thì ở đây có một cái quán cà phê. Mấy anh em Sang sẽ ghé vào trong cái quán cà phê này để uống nước nha. Uống nước xong thì lại đi chơi tiếp nha mấy đứa. Dạ. Cái quán cà phê này rất là hay luôn mọi người. Ở đây có mấy cái tờ giấy như thế này nè. Mình sẽ, mỗi người khách tới sẽ ghi lên một cái tờ giấy như vậy và bắt đầu là dán lên những cái bức tường ở phía trên quán nha. Mọi người xem một cái quán này, cái bức tường này người ta dán rất là nhiều luôn ha. Bây giờ thì Sang sẽ ghi một tờ nha, ghi là Sang, nhìn nhanh, Sang đã đến Hà Nội rồi. Rồi, Tâm xé ra dán ở kia đi, để làm một cái kỷ niệm của mấy anh em Sang nha, lần đầu tiên đến Hà Nội. Không biết là có ai vào trong quán này để mà phát hiện được cái tờ giấy của Sang như mấy đứa dán hay không. Hay viết hai tờ chứ. Rồi uống đi, của Minh nè, của Văn này, của ấy này. Rồi, mời cả mọi người nha. Mình uống nước trà ổi nha. Mời mọi người nha. Con mời các tám người, con mời mọi người nha. Ngày hôm qua ngồi tàu lửa đã rồi ha. Dạ. Hôm nay thì lại đi ngắm tàu lửa tiếp. Bây giờ là 8 giờ tối mọi người. Sang với mấy đứa thì đang đây đi dọc theo đường sắt để ngắm tàu lửa nha. Đi chơi từ sáng tới giờ đã chứ mấy đứa? Dạ. Nhưng tiếc con cá là chưa vào được thăm Lăng Bác đúng không? Dạ. Tại vì khi sáng Sang với mấy đứa ghé vào trong Lăng Bác mọi người thì Lăng Bác đóng cửa, nên phải hẹn ngày mai nha. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa đi vòng vòng ở phố đi bộ, đi uống nước, đi ngắm tàu lửa. Xong rồi chạy xuống dưới đây thì Sang có mướn một cái nhà nghỉ mọi người, để cho mấy đứa nó vào nghỉ ngơi. Tại vì từ sáng tới giờ Sang với mấy đứa đã đi chơi rất là nhiều chỗ này, cũng như rất là mệt rồi, nên giờ ngủ một giấc ha. Dạ. Sáng mai thì Sang với mấy đứa sẽ dậy sớm đi qua bên Lăng Bác để viếng Bác này, cũng như là ngày mai Sang với mấy đứa sẽ lên máy bay và bay về ở phía trong Nam nha mọi người. Tại vì tính ra tới ngày hôm nay đi thì cũng đã đi 4 ngày rồi đúng không? Dạ. 2-3 ngày trên tàu, với lại hôm nay là ngày thứ 3 và ngày mai nó là ngày thứ 4 mọi người, nên ngày mai Sang với mấy đứa quyết định là sẽ đi về ha. Dạ. Khi nãy ở phố đi bộ thì Sang với mấy đứa cứ đi qua đi lại mà cũng không có biết ăn gì, nên thôi thì về nhà nghỉ. Ở đây có một ít mì mọi người, Giang lấy ấm nước đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ nấu nước để ăn mì tôm nha. Ở đây thì ở trong phòng nghỉ người ta có mấy gói mì tôm, Sang với mấy đứa sẽ gấm nước để ăn mì tôm nha. Đây 4 gói này. Ăn xong thì sẽ ngủ một giấc cho mọi người. nha. Rồi chế vô. Rồi được. Về phòng ăn mì vậy có khi lại ngon lắm mọi người. Tại vì qua nay sang với mấy đứa ở trên tàu á, không có ăn mì, toàn là ăn bún không à. Nên hửi cái mùi mì rất ngon, nó thơm luôn. Hai cái là bún hả? Hai cái ui nó lạc á. Thôi, giờ mà mọi người cùng với sang với mấy đứa mình ăn tối ha. Ăn mì tôm. Sáng hôm nay nè, Sang định là sẽ dắt mấy đứa đi ăn cá kho ở phố cổ mọi người. Tại vì nghe nói là cá kho đó rất là ngon, nhưng mà khi vào thì không biết cái gian hàng cá kho nằm đâu hết cả. Mấy anh em Sang đi kiếm mãi luôn mà không có ra. Nên chắc là ngày mai nha. Ngày mai thì thăm Lăng Bác xong thì Sang với mấy đứa sẽ qua bên đó để ăn cá kho, ăn cơm. Rồi tới khoảng 2 giờ chiều sẽ ra ga sân bay để mà bắt máy bay đi về nha mọi người. Mai là đi máy bay, mình thấy vui không? Dạ vui. Vui vậy mình đi. Thì sẽ quay lên trên giường đi ngủ nha. Giờ thì mới là 8 giờ mấy thôi, nhưng mà Sang với mấy đứa nói thật với mọi người, đây là lần đầu tiên ra ngoài Hà Nội á, nên cũng không biết là ngoài Hà Nội vào ban đêm á sẽ có những cái chỗ nào để chơi. Nên thôi thì mấy anh em Sang đi ngủ sớm á, ngủ sớm ngày mai dậy sớm, mình còn đi qua viếng bác nha mấy đứa. Dạ. Thôi giờ thì tắt đèn đi ngủ nha. Ngủ một giấc, ngày mai dậy cho mọi người. Thôi ngủ.